đó chính là tâm lý ngại nhận sự giúp đỡ từ người khác. Bản thân cái người đó, mặc dù họ biết rằng là trong cái tình cảnh đó, trong cái tình huống đó, mình cần phải yêu cầu sự giúp đỡ, và thậm chí đó là những người thân của mình, như là ba mẹ nè, như là gì, như là anh chị em trong nhà nè, và những người rất là thân thiết. Nhưng một cách nào đó, nó luôn luôn có một cái bức tường vô hình để nó khiến cho bản thân của mình Mà thôi. Vậy giờ làm sao để thoát ra khỏi cái tâm lý này đấy? Không có cách nào thoát ra đâu các bạn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel One. Và hôm nay sẽ là một video clip chúng ta chia sẻ về cái việc khi nào thì chúng ta phải nên yêu cầu sự hỗ trợ để mọi thứ được diễn ra nhanh hơn và hiệu quả hơn. Nhưng mà thật ra khi đi kỹ hơn thì anh nhận ra có một cái dạng tâm lý mà thật ra ngày xưa anh cũng gặp, và anh biết chắc chắn sẽ cũng sẽ rất là nhiều các bạn sẽ gặp phải. Đó chính là tâm lý ngại nhận sự giúp đỡ từ người khác. Và các bạn đang xem video clip này, các bạn có gặp phải cái tâm lý này không? Nếu có, comment xuống phía dưới ha, để hiểu cùng với nhau. Và khái quát một chút xíu về cái tâm lý này, thì đây sẽ là một cái tâm lý mà bản thân cái người đó, mặc dù họ biết rằng là trong tình cảnh đó, trong cái tình huống đó, mình cần phải yêu cầu sự giúp đỡ, và thậm chí đó là những người thân của mình, như là ba mẹ nè, như là gì, như là anh chị em trong nhà nè, và những người rất là thân thiết. Nhưng một cách nào đó, nó luôn luôn có một cái bức tường vô hình để nó khiến cho bản thân của mình Mà thôi. Và rồi tự bản thân mình cứ lầm lũi từng lúc, từng chút một, và tự xử tất cả những cái việc mà trong khi mình biết chắc chắn rằng là nếu mình làm thì nó sẽ rất là chậm và lâu. Nhưng mình vẫn tuyệt đối không chịu nhận sự giúp đỡ từ người khác. Và dựa trên những cái trải nghiệm thực tế từ việc tư vấn, cũng như dựa trên những kiến thức về sinh trắc học vân tay mà anh đã tư vấn vào những case đó, thì anh nhận ra rằng là sẽ có 3 cái lý do. Và lý do đầu tiên, đó là khi mình có cảm giác là cái việc mình nhận sự giúp đỡ từ người khác là biểu hiện cho sự yếu đuối và vô dụng. Thì đây sẽ là lý do dành cho những bạn mà hầu như đối với bản thân bạn đó, khi sinh ra mình luôn luôn có một suy nghĩ rất là đơn giản, là việc của mình thì mình lo, việc của bạn thì bạn lo. Và hầu như tất cả những việc gì nếu là của cá nhân của mình thì mình phải tự giải quyết được, mình phải tự làm được nó. Và hầu như bất cứ lúc nào nếu mình yêu cầu sự giúp đỡ từ người khác thì nghĩa là mình đang rất là yếu đuối và vô dụng. Và chính vì cái tâm lý này, nó khiến cho cái người này họ luôn luôn ý thức rằng là cái gì mình cũng phải tự đi, cái gì mình cũng phải tự lo. Và cái việc này nó diễn ra một cách liên tục. Và cái người này không chỉ trong chuyện học, chuyện đi làm, chuyện kiếm tiền, bất cứ chuyện gì, họ đều không muốn người khác phải đụng vào bản thân mình quá nhiều. Và họ chỉ muốn là một mình, chỉ muốn bất cứ việc gì mình tự giải quyết. Và đôi lúc họ cũng băn khoăn là thật ra là mình cũng đôi lúc muốn nhận sự giúp đỡ đấy. Nhưng mà khổ nỗi khi mình nói ra thì họ có hiểu vấn đề của mình không? Rồi lỡ như mình nói ra rồi họ lại không giúp được, mà lại còn phiền phức, rồi họ lại còn lo tùm lum, mà cuối cùng nó chả giải được gì. Cuối cùng mình lại phải tiếp tục đi lo thêm cho họ thì cũng chả giải quyết được gì. Lý do số 2 là thật ra không phải là không muốn nhận sự giúp đỡ, nhưng mà có ai ở hiện tại đủ mình cảm thấy tin tưởng, thân thiết đâu mà chia sẻ. Thì trường hợp này sẽ xảy ra đối với những bạn mà hầu như cái tâm lý của bạn đó là thật ra ok, cái chuyện mà giúp qua giúp lại này nọ thì bạn cũng happy đó, tại vì đối với bạn, bạn là người cũng rất là thích giúp đỡ người khác. Tuy nhiên là ở thời điểm hiện tại bạn lại có cảm giác rằng là chưa có ai mình cảm thấy mình đủ tin tưởng, thân thiết, mà thậm chí có thể là cả ba mẹ, cả anh chị em trong nhà, mình luôn luôn có một cảm giác rằng là khi mình chia sẻ vấn đề thì họ không có lắng nghe, và đôi lúc họ cũng không quá là đồng cảm thật sự là muốn chia sẻ với mình, mà đôi lúc còn khiến cho họ phải suy nghĩ vì mình, còn phải lo lắng. Và mình thấy là họ cũng đã đủ quá là bận rồi, cho nên đôi lúc mình có cảm giác là mình đang làm phiền họ ấy. Nên thôi mình không thích ha, nếu vậy thì có gì mình tự xử lý đi, chứ còn mà để họ phải nghĩ thêm này nọ thì cũng ok. Với lại đôi lúc mình chia sẻ ra thì mình đang buồn rồi, mình chia sẻ rồi mình lại thấy họ buồn thêm nữa thì mình lại bị xuống tinh thần thêm.
thôi khỏi cũng được. Chứ mà cứ chia sẻ kiểu đó nó khó quá. Lý do số 3, giúp đâu chả thấy, mà toàn là khi nói ra là bị ăn chửi. Và đây sẽ là tình huống xảy ra đối với những bạn có cho mình cái tâm lý rất là dễ bị lo lắng. Thôi em không nói đâu, sợ lắm, hôm bữa trước mới hỏi sơ sơ cái bị chửi rồi, rồi lỡ như nói ra xong cái người ta không giúp mình sao, ghê lắm. Thôi bỏ đi bỏ đi. Nhưng mà nói thì nói thời điểm nào, rồi lỡ mà nói lúc đó họ đang bận sao, nó khó lắm. Và đây sẽ là tâm lý dành cho cái kiểu người mà bản thân của họ có rất nhiều những nỗi sợ, và bất cứ thứ gì họ đều rất là dễ bị mơ hồ, bâng khuâng, đặc biệt khi họ gặp một vấn đề. Cho nên dẫn đến trường hợp là nếu như cái người nào mà sẵn sàng giúp đỡ họ thì phải là người rất là kiên nhẫn, và họ phải từng bước từng bước từng bước. Tại vì đối với người này, hầu như cái sự mất bình tĩnh nó sẽ khiến cho họ rất là khó để chia sẻ cái vấn đề của họ ra. Cho nên sau nhiều lần bị ăn chửi liên tục mà luôn luôn bị nói là trời ơi, hỏi cái gì thì cũng phải rõ ràng chứ, không rõ ràng hỏi tôi chi, thì nó khiến cho họ bắt đầu sợ, và dẫn đến họ không muốn và thậm chí sẽ bị ngại để kêu gọi sự giúp đỡ từ người khác. Và thật ra ba cái lý do vừa rồi nó sẽ tương ứng với những cái chủng tính cách look, word và ask mà anh gặp thực tế trong lúc tư vấn. Và các bạn nghe đoán xem thì nó là cái kiểu tính cách nào, và các bạn có gặp một trong ba tình huống này không, hay là gặp cả ba luôn, thì hãy comment xuống phía dưới để thảo luận cùng với nhau. Vậy giờ làm sao để thoát ra khỏi cái tâm lý này đấy? Và đáp án sẽ là không có cách nào thoát ra đâu các bạn. Tại sao? Tại vì thật ra là nó đã sai ngay từ đầu rồi. Để anh sẽ giải thích cho các bạn ha, xem đến cuối video clip để hiểu tại sao anh lại nói như vậy. Ok. Tại vì thật ra là hầu như trên đời này sẽ không có ai muốn nhận cái sự giúp đỡ từ người khác nếu như bản thân của mình vẫn còn có thể cố gắng hết sức. Mà thật ra cái định nghĩa về sự giúp đỡ nó sẽ đến khi mình đã rơi vào trạng thái là không còn cách nào hết. Anh ví dụ ha, một trường hợp cho nó dễ. Ví dụ như là người dân miền Trung và gặp cho mình một cái căn lũ nó quét sạch và nó khiến cho nhà cửa mọi thứ tan hoang hết rồi. Và rõ ràng là trong thời điểm đó họ đã trắng tay hoàn toàn. Thì khi đó là lúc họ mới cần đến cái sự giúp đỡ từ người khác. Còn chắc chắn là những cái tình huống các bạn gặp phải, các bạn không tới mức mà các bạn phải nhận tới sự giúp đỡ từ người khác. Cho nên rõ ràng thứ mà chúng ta cần điều chỉnh ở đây, đầu tiên đó là hãy thay bằng cái chữ nhận sự giúp đỡ thành cái chữ kêu gọi sự hỗ trợ từ người khác. Tại vì khi chúng ta nói về sự hỗ trợ, nghĩa là chúng ta sẽ chỉ mong đợi đối với những người có liên quan đến sự win-win trong công việc, trong cuộc sống. Và cái việc mà họ hỗ trợ mình nó cũng sẽ mang lại một cái lợi ích và cũng như một cái kết quả cho cả hai. Thì chỉ khi mà các bạn có cho mình cái góc nhìn đó thì các bạn mới có thể cảm nhận được rằng là chúng ta không cần phải nhờ sự giúp đỡ từ người khác, mà chúng ta đang kêu gọi sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Và khi đó cái tâm thế của mình nó sẽ khác hơn rất rất nhiều. Và khi các bạn đã thay đổi được cái góc nhìn này thì ngay lập tức các bạn sẽ không bị ngại để mà nhận sự giúp đỡ từ người khác nữa. Thì đây sẽ là thứ đầu tiên. Anh sẽ ví dụ để các bạn dễ hiểu hơn. Là nếu như trong công việc mà các bạn nhờ đến sự hỗ trợ từ sếp của mình thì nghĩa là gì? Nghĩa là chắc chắn nếu sếp hỗ trợ các bạn thì về cuối cùng cái target doanh thu của công ty sẽ đạt được kết quả, và chắc chắn họ cũng sẽ được phần win của mình. Nếu các bạn nhờ bạn bè hỗ trợ cho các bạn trong thời điểm hiện tại, ví dụ điểm danh giùm, thì các bạn cũng phải nghĩ được cho mình cái tinh thần là trong tương lai các bạn cũng sẽ điểm danh giùm họ trong một khoảng thời gian sắp tới. Nếu các bạn nhờ ba mẹ của mình hỗ trợ cho mình cái tiền học, những cái thứ mình thích, thì nghĩa là cái chặng hành trình để các bạn đạt được kết quả, sự thành công, sự hạnh phúc cho mình nó sẽ nhanh hơn. Và khi đó ba mẹ của bạn sẽ vui hơn rất rất nhiều. Và hãy luôn luôn đi cho mình với cái tinh thần của sự win-win. Thì khi đó là lúc các bạn sẽ hiểu rất là rõ, và các bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất rất nhiều.
Nên anh muốn chia sẻ chuyện này để các bạn hiểu, để rồi gạt qua giúp anh cái việc ngại nhận sự giúp đỡ và biến nó thành sự yêu cầu hỗ trợ để đảm bảo sự win-win. Và khi đó anh tin mọi thứ sẽ phát triển tốt hơn rất nhiều. Và đó sẽ là cái cách để giúp cho các bạn vượt qua được cái tâm lý này. Và với phần đó anh xin được kết thúc cái video clip này. Và hy vọng nó sẽ bổ ích với các bạn. Và nếu các bạn cảm thấy nó hay, hãy like, share hoặc subscribe ở phía dưới video clip này để ủng hộ anh. Và cuối cùng hãy nhớ comment những cái câu hỏi, những cái băn khoăn liên quan tới tâm lý ở phía dưới. Và chắc chắn chờ đó những video clip tiếp theo, anh sẽ ứng dụng những cái kiến thức về sinh trắc cũng như cái trải nghiệm của bản thân anh để hỗ trợ cho các bạn. Ok.